Xin chào mọi người, cùng quý cô bác, quý anh chị, khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm ạ. Hôm nay, em Hưng xin gửi đến mọi người tham khảo một bất động sản dòng tiền, nhà nghỉ, kiêm luôn nhà trọ. Hiện tại đang cho thu nhập ổn định là 25 triệu trên một tháng. Mặt tiền đường trải nhựa đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m ạ. Tuyến đường này có tên là đường DH501, tọa lạc tại địa chỉ khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Và điều đặc biệt nhất của bất động sản này, ngoài là mặt tiền đường lớn ra, còn sát với trường học. Dạ, từ bất động sản nhà trọ này di chuyển ra trường học là trường chuyên chỉ trong bán kính là 600m ở ngoài kia thôi cô chú anh chị ạ. Và cách với khu công nghiệp Tam Lập chỉ trong bán kính là 3,9km thôi ạ. Và trong bán kính là 400m sẽ tiếp cận được là tuyến đường 19 tháng 5 của thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo ạ. Và di chuyển ra cung đường lớn là đường DT741 hay thường gọi là tuyến đường quốc lộ 13. Tuyến đường đó thì cách với vị trí bất động sản của chúng ta chỉ trong bán kính là 2,4km. Pháp lý là sổ hồng riêng, được quy hoạch là đất ở đô thị ạ. Sản phẩm này hiện tại thì gia chủ đang gửi em Hưng sau nhiều lần giảm giá là bây giờ chỉ còn mức giá là 3 tỷ 6 mà vẫn còn thương lượng ạ. Sản phẩm này có diện tích hiển thị trên sổ là ngang 7.1, dài là 85.7, có 100m đất ở đô thị, tổng diện tích là 585,5m2, pháp lý sổ hồng riêng, được cấp ngày 11 tháng 1 năm 2022 ạ. Nhà trọ kiêm luôn nhà nghỉ này có cái tổng số phòng là 1 kiosk và 10 phòng trọ thường và 7 phòng nhà nghỉ của chú anh chị ạ. Chút nữa thì em Hưng sẽ quay cận cảnh chi tiết để cô chú anh chị khách hàng có thể là khảo sát từ xa ha. Nếu mọi người mình ưng về sản phẩm này thì có thể liên hệ với em Hưng ngay qua số điện thoại 0962 071 298 hoặc kết nối với em qua Zalo 0928 071 298. Em Hưng xin gửi đầy đủ thông tin, sổ sách cũng như là vị trí bất động sản để cô chú anh chị mình có thể là lên tham khảo ạ. Ngày trước thì ở trong đây á, là chỉ có một cái kiosk nhỏ ở đây thôi ạ, ở khu vực đây. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại thì chủ của nhà trọ này đã làm thêm một cái bức tường nữa, tức là tường ở đây cũng làm là bán tôn thôi cô chú anh chị ạ, để cho thuê kiosk rộng rãi hơn, để cho cái người thuê này người ta kinh doanh buôn bán về lĩnh vực là quán tạp hóa. Và ở bên trên cầu thang này thì còn có một cái phòng ngủ ở trên đây nữa ạ. Bây giờ thì em Hưng sẽ di chuyển ra phía bên hông để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ha. Và đây là đường hành lang của dãy nhà trọ ạ. Dạ thưa cô chú anh chị, nhà trọ này thì có là một kiosk, 10 phòng trọ thường và 7 phòng, có thể nói là phòng VIP. Hiện tại thì phòng này thì gia chủ đang cho là làm nhà nghỉ cô chú anh chị ạ, tính theo giờ. Phòng thường ở đây thì hiện tại đang cho thuê full phòng rồi. Tổng thu nhập hàng tháng là rơi khoảng tầm là 25 triệu. Có những tháng sẽ hơn cô chú anh chị ạ, và có những tháng sẽ thấp hơn ha. Nói chung là cái nguồn thu nhập này thì cũng không thể nói trước được. Ở đây thì mỗi phòng đều được trang bị là số phòng đầy đủ hết ạ. Bức tường thì gia chủ cũng có là ốp tường để cho sạch sẽ của nhà trọ ha. Hành lang của nhà trọ này có cái chiều rộng đường khoảng tầm là 2m cô chú anh chị ạ. Và kích thước phòng trọ ở đây rơi khoảng là ngang 4m, dài 5m cô chú anh chị ơi. Mỗi phòng trọ thì đều có những cái vách ngăn như này đây, và có nhà tắm, nhà vệ sinh. Đó. Và đặc biệt nhất ở bên trên gác. Gác đây là gác đúc luôn cô chú anh chị ạ. Gác này thì không như một số nhà trọ khác là người ta chỉ làm gác thông thường. Còn ở đây thì gia chủ làm như kiểu nhà nghỉ á, làm cả vách nhôm cô chú anh chị ạ, để ngăn cách làm một cái thành một cái phòng máy lạnh á. Dạ nhắc đến máy lạnh á, thì ở đây gia chủ phòng nào thì cũng trang bị là hầu như là kín phòng rồi, là phòng nào cũng có một cái máy lạnh cô chú anh chị ạ. Máy lạnh ở đây á, thì là chủ đầu tư, tức là chủ nhà trọ á, đã trang bị sẵn rồi. Cô chú anh chị mình vào đây thuê nhà trọ hoặc thuê nhà nghỉ là đều có sẵn rồi. Bởi vậy nên các anh chị công nhân ở đây rất thích thuê cái dãy nhà trọ của chủ này ạ. Chỉ cần bỏ tiền điện hàng tháng thôi là đã có máy lạnh để xài rồi, không cần phải bỏ vốn đâu.
một tháng tiền phòng trọ ở đây thì loanh quanh khoảng tầm là 1,2 triệu cho đến là 1,5 triệu cho một tháng, đấy là phòng thường. Còn phòng máy lạnh thì rơi khoảng tầm là 1,6 triệu đến 2 triệu, tùy theo cái mức giá của từng thời điểm của chú anh chị ạ. Tổng thu nhập hàng tháng thì gia chủ có chia sẻ lại với em thì loanh quanh có những tháng hơn 25 triệu và có những tháng sẽ thấp hơn 25 triệu. Chẳng hạn trên đây này, gác đúc ở trên đây gia chủ có làm là có một cái cửa sổ rất là lớn để lấy ánh sáng, cũng như là trang bị một cái máy lạnh hiệu LG ở đây. Cửa thì để lấy gió cũng như là lấy ánh sáng ở bên ngoài. Ở bên trên thì là đúc. Đấy, xây lên một chút rồi bắt đầu là gia chủ sẽ làm những cái vách ngăn đây. Vách ngăn ngăn bằng kính ạ. Một bất động sản dòng tiền như thế này, cô chú anh chị mình đang quan tâm á, thì có thể liên hệ với em hơn ngay nha. Thay vì gửi ngân hàng với lãi suất cực rẻ thì cô chú anh chị mình có thể đầu tư những dạng bất động sản như thế này đây. Nhà trọ thì còn rất là mới, được xây dựng là bài bản, kiên cố, vững chắc. Cô chú anh chị mình có thể là yên tâm để đầu tư những dạng bất động sản như thế này đây ạ. Mọi thông tin pháp lý thì đang rất là rõ ràng rồi. Hiện tại thì chủ cũng rất là kẹt tiền, đang muốn bán để giải quyết công việc sớm. Càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó ạ. Ở đây thì đang sử dụng là nước máy cũng như nước giếng. Tuy nhiên ở đây thì em thấy là đang sử dụng là nước giếng ạ. Còn ở phía đằng sau đây á, cao su này là cao su của lâm trường ha cô chú anh chị ơi. Cao su này thì đang đợi thanh lý thôi. Khi nào nhà nước bên lâm trường thanh lý thì sẽ cắt đổ đi ha. Đấy, nhà trọ thì còn rất là mới, được xây dựng là kiên cố vững chắc, bài bản. Như kiểu là một căn hộ mini á. Tường ở đây thì gia chủ cũng rất là kỹ lưỡng này. Xây bức tường thôi cũng làm cho chúng ta một cái những cái lỗ thông gió để tạo, thứ nhất là lấy gió ở bên ngoài, tạo cho cái không gian nó mát mẻ, nó thoáng, nó không bị bí. Và cái thứ hai nữa là lấy ánh sáng ở phía bên ngoài về ra cô chú chị ạ. Hành lang thì gia chủ cũng có ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Phòng nào thì cũng có một cái đồng hồ công tơ để đo điện và một cái đồng hồ nước. Hôm nay em Hương đi quay là lúc buổi trưa, nên là những cái phòng này, một số phòng thì đang đi làm công ty và một số phòng thì đang ở nhà. Tuy nhiên thì giờ này giờ nghỉ trưa của họ nên là họ đã đóng cửa. Đấy, còn đây là cái không gian kiosk này. Nhà trọ này thì em Hương ngày trước cũng đã quay một lần rồi. Tuy nhiên thời đấy thì anh chủ chưa có làm rộng cái kiosk này. Kiosk chỉ có đến đây thôi, đến bức tường này thôi. Còn mới đây thì anh chủ đã bỏ tiền ra lót gạch cũng như là làm những cái vách ngăn tôn như thế này đây cô chú anh chị ạ. Để cho cái anh chị đây này, cái anh này anh tưới đó là anh thuê cái kiosk này để kinh doanh buôn bán ạ. Dạ rồi, một bất động sản dòng tiền, mặt tiền đường lớn, gần khu công nghiệp, đất thị trấn. Cô chú anh chị quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ với em Hương hay nha. Chỉ có mức giá là 3,6 triệu thôi, còn thương lượng đấy ạ. Từ vị trí này, di chuyển thẳng cung đường này là sẽ đến là trường học và đường 19 tháng 5, cũng như là trung tâm thị trấn Phước Vĩnh. Còn di chuyển đường này sẽ về khu công nghiệp ạ.